Vậy là hành trình của SKT T1 tại chung kết Liên minh Huyền thoại Thế giới 2019 đã phải khép lại. Một SKT mang theo rất nhiều kỳ vọng đã thất bại trước một G2 mạnh mẽ và thăng hoa. Người Hàn một lần nữa không thể giành lại vinh quang ở đấu trường giành giá nhất. Tham vọng về chức vô địch thế giới lần thứ tư cho những người hâm mộ SKT cũng đành gác lại. Nhưng hôm nay chúng ta không ở đây để buồn cho thất bại đó. Chúng ta ở đây để nói về một huyền thoại. Liên minh Huyền thoại Thế giới vừa bước qua sinh nhật lần thứ 10. Khi tôi đặt bút viết những dòng này, đã 8 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi đến với Liên minh Huyền thoại, League of Legends, khi ấy được sinh ra ngay giữa thời kỳ hoàng kim của Warcraft 3 và hàng loạt những tựa game thống trị phần net như Crossfire, Audition hay FIFA Online 2. Phiên bản League of Legends đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam là một trò chơi chưa được Việt hóa, đường truyền thiếu ổn định do mấy chủ đặt ở tận Bắc Mỹ, từng bị cho là thiếu bản sắc và sẽ sớm thất bại. Song, Liên minh Huyền thoại trở thành tựa game thống trị toàn cầu với lượng người chơi khủng khiếp, góp phần định hình và làm nên sự phát triển của nền thể thao điện tử thế giới, cũng như thay đổi phần nào cách nhìn của mọi người về môn thể thao này. 10 năm đã trôi qua, có rất nhiều thứ đã đổi thay và Liên minh Huyền thoại cũng thế. Trải qua rất nhiều thăng trầm, biến động, thịnh suy, có kẻ đến, người đi, nhưng có một thứ vẫn không hề thay đổi, một tượng đài, một niềm cảm hứng bất tận, một hiện tượng phi thường của nền Liên minh Huyền thoại thế giới. Anh là Faker, quỷ vương bất tử. Giống như Michael Jordan trong bóng rổ hay Michael Phelps của bơi lội, Michael Faker, à không, Lee Faker Sang-hyuk là tuyển thủ chuyên nghiệp vĩ đại nhất của bộ môn Liên minh Huyền thoại cho đến hiện tại. Hiển nhiên, chẳng ai có thể ngăn anh ấy bước vào ngôi đền của những huyền thoại và có mặt trong series này của Cảm Thể Thao. Faker, tên thật là Lee Sang-hyuk, sinh ra ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 7 tháng 5 năm 1996. Faker là con út trong gia đình có hai anh em. Từ nhỏ, mẹ của Faker thường đi làm xa và hầu như vắng nhà. Hai anh em nhà Lee được nuôi dưỡng bởi cha của họ, Lee Kyung-jun, cùng với sự giúp đỡ của ông bà. Tuổi thơ của Lee sớm được tiếp xúc với các trò chơi điện tử. Cậu bé Lee Sang ngày đó rất thích giải các câu đố phức tạp và chơi các trò chơi video. Chính niềm đam mê này là cơ duyên để Faker trở thành một game thủ chuyên nghiệp sau này. Lee Sang-hyuk từng chơi rất nhiều tựa game khác nhau, nhưng không phải trò chơi nào anh cũng giỏi. Faker chỉ thực sự bộc lộ hết được năng khiếu của mình khi chơi tựa game World of Warcraft 3, và đặc biệt là trên một User Create Map, bản đồ do người chơi thiết kế, nổi tiếng khi đó là Charles. Faker rất thích Charles, nhưng với bản tính thích tìm tòi và trải nghiệm những trò chơi mới, trong lúc đang đi dạo trên Internet, Faker đã tình cờ phát hiện ra Liên minh Huyền thoại. Ngay lập tức, Liên minh Huyền thoại đã chiếm được tình cảm của Faker và anh đã dành nhiều thời gian cho nó. Với nền tảng là một người chơi Warcraft, trong vài tháng, Faker thành thạo trò chơi này. Faker lúc đó chỉ chơi normal game, đấu thường, và lý do anh ấy bắt đầu chơi xếp hạng chỉ đơn giản là vì phải chờ đợi quá lâu để tìm thấy một trận đấu. Tỷ lệ thắng đấu thường của Faker quá cao để hệ thống tìm thấy một game phù hợp, và với khả năng của mình, chẳng mấy chốc mà Faker đã leo lên top 1 xếp hạng với 2.536 điểm elo. Trong thời gian đó, nhiều người tự hỏi, ai là Gojian và ID của Faker lúc đó? Một số người thì nói đây là người chơi chuyên nghiệp, trong khi có những người khác thì suy đoán anh ấy là một game thủ nước ngoài chơi ở server Hàn Quốc. Rất ít người biết rằng Gojian Va chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, rất thích học toán và vẫn chưa ý thức được mình chơi game đỉnh như thế nào. SK Telecom T1 là đội tuyển thể thao điện tử sở hữu với công ty viễn thông Hàn Quốc SK Telecom, tham gia thi đấu bộ môn Liên minh Huyền thoại Darkness. Tổng giám đốc của nhà tài trợ SK Telecom đã phát hiện ra Faker vào năm 2012 và liên lạc với cậu ấy. Đây là một cơ hội trong mơ với Lee Sang, và anh đã quyết định bỏ học cấp 3 để dấn thân vào con đường game thủ chuyên nghiệp. Ngày 28 tháng 2 năm 2013, Faker có mặt trong danh sách đội tuyển 2 của SK Telecom T1 cùng với các tuyển thủ khác như Impact, Benji, Piglet và Pumandu. Chia sẻ về cái tên trong game Faker, Lee Sang nói: "Tôi muốn có một cái tên nghe phải hay và ấn tượng thay vì một từ thông thường. Nó là một cái tên khác đại diện cho tôi nên tôi muốn nó phải ngầu từ đầu tới cuối. Và kết cục, Faker chính là cái tên tôi đã nghĩ ra để thể hiện được tôi là ai." Lần đầu Faker bước ra ánh sáng là dưới màu áo SKT T1 Team 2 tại đấu trường ONG Spring 2013. Anh phải đối đầu với người chơi đường giữa tốt nhất Hàn Quốc, thậm chí là tốt nhất thế giới vào thời điểm bấy giờ, Ambition của CJ Blaze. Chàng trai 17 tuổi Faker đã lựa chọn và khóa vào Nidalee để đối đầu với vị tướng gắn liền với tên tuổi của Ambition là Kha'Zix trong trận mở màn.
Với tài năng của mình, chàng tân binh Faker cho thấy mình không phải là một kẻ dễ bắt nạt. Cả hai thi đấu ngang ngửa cho đến khi Kazis của Ambition quyết định tiến hóa ngay dưới chân trụ. Tận dụng sai lầm của đối phương, Faker quyết định phóng lao, hóa dạng báo, nhảy vào rồi tiêu diệt người đi đường giữa của CJ Blaze một cách cực kỳ nhanh chóng. Khoảnh khắc đó đã ghi dấu ấn cái tên Faker vào trí nhớ của người hâm mộ như một lời tiên tri về triều đại của một vị vua mới ở đường giữa. Kết thúc giải mùa xuân, đội tuyển của Faker cán mốc ở vị trí thứ 3. Đó là một khởi đầu hoàn hảo cho một đội tuyển mới vừa thành lập, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ trong mùa giải mới. Và đúng như mong đợi, ở giải đấu quốc nội khu vực Hàn Quốc mùa hè ONG Summer 2013, SKT T1 với đội hình là những tuyển thủ được giữ nguyên từ SKT T1 đội 2, lúc bấy giờ đã đổi tên thành SKT T1K, đã xuất sắc vượt qua người anh em Gina Green Wings Falcons và đương kim vô địch ONG mùa xuân MVP Ozone để có mặt trong trận chung kết với KT Bullets. SKT T1 phải đối mặt với đội hình toàn những hảo thủ lúc bấy giờ như Thánh Lee Jin Isaac, Kakao, Score và Ryu. Người chơi đường giữa được cho là hay nhất thời điểm đó. SKT T1 đã xuất sắc gỡ hòa hai đều khi bị dẫn trước 2-0 để bước vào game đấu quyết định với thể thức cấm chọn ẩn. Và định mệnh đã dẫn lối cho Faker đối đầu với Ryu với cùng một con bài Z, một vị tướng làm nên tên tuổi của Ryu lúc bấy giờ. Tình huống cố rướng để lấy máu trụ bật thêm đường giữa của Faker đã vô tình mở ra một trong những pha xử lý đi vào huyền thoại. Pha xử lý không tưởng này đã trở thành một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử Liên minh huyền thoại, biến khuôn mặt buồn bã của Ryu trở thành một meme nổi tiếng trên mạng xã hội cho đến hiện tại và cũng biến anh trở thành kẻ bị gọi hồn vĩ đại mỗi lần nhắc đến Faker. Đêm đó, SKT vô địch và triều đại của Faker chỉ mới vừa bắt đầu. SK Telecom T1K giành vé đi đến chung kết thế giới mùa 3. Mặc dù là đương kim vô địch giải mùa hè nhưng họ không phải là hạt giống số 1 và cũng không phải là niềm hy vọng lớn nhất của người Hàn tại chung kết thế giới năm đó. Tuy nhiên, Faker cùng các đồng đội đã chứng minh rằng ai mới là đại diện mạnh nhất của Hàn Quốc khi chiến thắng 3-2 trước hạt giống số 1 Hàn Quốc là Najim Black Sword trong loạt BO5 kinh điển ở bán kết và sau đó dễ dàng đem Bep Royal Club đang tràn đầy hy vọng với tỷ số 3-0 ở trận chung kết, trở thành đội tuyển Hàn Quốc đầu tiên giành chức vô địch thế giới bộ môn Liên minh huyền thoại. Cá nhân Faker đã xuất sắc nhận được danh hiệu MVP của cả giải đấu. Màn trình diễn của Faker đã khiến cho tuyển thủ đường giữa của OMG khi ấy là Cool gọi anh với biệt danh Unkillable Demon King, Quỷ Vương Bất Tử. Sau chung kết thế giới, biệt danh này trở nên phổ biến và gắn liền với tên tuổi Faker cho đến tận ngày hôm nay. Sau khi trở về từ giải vô địch thế giới năm 2013, Faker và các đồng đội đã cho thấy sức mạnh hủy diệt của nhà đương kim vô địch thế giới khi lên ngôi vô địch giải mùa đông Pandora TV Champions Winner 2013-2014 mà không để thua bất kỳ trận đấu nào. Đây là thành tích vô tình khoáng hậu mà chưa có một đội tuyển liên minh huyền thoại Hàn Quốc nào ngoài SKT T1 làm được tại khu vực này. Riêng Faker cũng ẵm luôn danh hiệu MVP và là người có KDA tốt nhất mùa giải đó. Tuy nhiên, năm 2014 là một năm buồn của Faker. SKT T1 về nhì ở giải đấu ONG Masters 2014 sau khi để thua Samsung Galaxy 0-3 trận chung kết. Việc không thể góp mặt trong top 4 giải mùa xuân cũng như mùa hè đã khiến đội tuyển đứng trước nguy cơ ngồi nhà coi chung kết thế giới mùa 4. Và điều gì đến cũng đã đến. Faker đã không thể giúp các đồng đội giành tấm vé cuối cùng từ tay Najin Wai-shil. Tháng 11 năm 2014, Riot Games cơ cấu lại các đội tuyển Hàn Quốc và buộc SK Telecom cũng như các đội tuyển khác chỉ được có một đội hình chính thức. Do vậy, hai đội hình của SKT lúc đó là SKT T1K và SKT T1S đã hợp nhất thành một đội tuyển duy nhất là SKT T1. Vào ngày 2 tháng 12, một đội hình đã được công bố bao gồm Marine, Impact, Benji, Easyhoon, Faker, Bang, Wolf và Peekaboo. Trong số những người chơi này, Peekaboo là sự bổ sung mới duy nhất. 7 người chơi khác trước đó đã thi đấu trên cả S hoặc K. Việc hợp nhất cho thấy SKT trở nên mạnh mẽ hơn. Faker nhanh chóng lấy lại được phong độ của anh và giúp SKT T1 vô địch LCK mùa xuân. Tuy nhiên, việc SKT giành chiến thắng trước Cool Tigers tại chung kết với tỷ số 3-0 mà không cần đến Faker hay Benji phải thi đấu, hay đúng hơn sự xuất hiện của Easyhoon ở khu vực đường giữa đã khiến vị trí trong đội hình chính thức của Faker bị đe dọa. Tài năng cũng như phong độ khi ấy của Easyhoon đã khiến nhiều người tin rằng Quỷ Vương đã đến lúc phải ra đi. Nhưng sau tất cả, anh vẫn chọn ở lại, chứng minh khả năng của mình và trở thành linh hồn của đội. Easyhoon đã làm rất tốt, nhưng cái bóng của Faker là quá lớn và trong trái tim người hâm mộ, vị trí của Faker là không thể lay chuyển. Tại chung kết Mid-Season Invitational 2015, SKT toàn thắng sau giai đoạn vòng bảng. Ở bán kết, họ đánh bại Fnatic với tỷ số 3-2 và bước đến trận chung kết với Edward Gaming. Easyhoon được thi đấu thay cho Faker ở 3 game đầu,
Hun đã thi đấu tốt, nhưng vì các đồng đội thua thiệt so với đối thủ đã khiến SKT đánh mất lợi thế và những thất bại ở game 2 và 3. Ban huấn luyện đã thay Faker vào trong game 4 và anh giúp đồng đội của mình quân bình tỷ số 2 đều. Bước vào loạt game đấu quyết định, Faker đã sử dụng vị tướng tủ LeBlanc. Vị tướng mà Faker sở hữu tỷ lệ thắng 100% với 12 trận thắng ở đấu trường chuyên nghiệp. Nhưng EDG đã chuẩn bị kỹ càng cho tình huống này. Morgana của Paul đã khắc chế hoàn toàn LeBlanc trong tay Faker, giúp Edward Gaming hủy diệt SKT, chấm dứt sự thống trị của người Hàn ở đấu trường Liên minh Huyền thoại quốc tế. Thất bại tại MSI khiến SKT trở nên mạnh mẽ hơn. Họ trở về và lên ngôi vô địch tại giải LCK mùa hè với thành tích gần như bất bại, chỉ để thua một trận trước CJ Entus. Tại trận chung kết vòng playoff, họ đã đánh bại KT Roster 3-0 để tiến tới giải vô địch thế giới mùa 25 với tư cách hạt giống số 1 Hàn Quốc. SKT được xếp vào cùng bảng với EDG, Bangkok Titans và H2K Gaming. Họ hủy diệt các đối thủ ở vòng bảng, đánh bại HAQ và Origins ở vòng playoff, chạm trán Cool Tigers ở trận chung kết và đánh bại họ 3-1 để có lần thứ hai bước lên ngôi vô địch giải đấu Liên minh Huyền thoại danh giá nhất hành tinh. Sau chiếc vô địch, Easy Hoon nói lời chia tay đội tuyển để sang Trung Quốc thi đấu, thoát khỏi cái bóng quá lớn của Faker. Riêng cá nhân Faker cũng nhận được lời đề nghị triệu đô từ các ông chủ Trung Quốc giàu có, nhưng SKT và Faker đã hòa là một thứ mà tiền không thể nào mua được. Năm 2016 lại là một năm cực kỳ thành công với cá nhân Faker cũng như SKT T1. Mặc dù phải chia tay với tuyển thủ đường trên xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm đó là Marine, nhưng top lane mới là Duke cùng với sự bổ sung ở vị trí đường rừng là Blank đã không phụ lòng người hâm mộ. Tại vòng playoff LCK mùa xuân, họ dễ dàng đánh bại Gina và KT trước khi đối đầu với Cross Tigers lần thứ hai trong trận chung kết. Lần này thay vì 3-0 là 3-1, SKT giành chiến thắng và lên ngôi vô địch LCK lần thứ 3 liên tiếp. SKT T1 đến với giải Mid-Season Invitational 2016 với mong muốn giành lấy chiếc cúp mà họ đã bỏ lỡ vào năm ngoái. Mặc dù thi đấu không ổn định ở vòng bảng, nhưng Faker cùng đồng đội đã kịp lấy lại phong độ và bước lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Counter Logic Gaming 3-0 ở trận chung kết. Với một mùa hè đầy khó khăn khi chỉ đứng ở vị trí thứ 3 sau Rocks Tigers và KT Roasters, nhưng SKT vẫn đủ điểm tích lũy để tham dự giải vô địch thế giới 2016 trên cương vị là hạt giống thứ 2 của Hàn Quốc, cùng với giấc mơ bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch Liên minh Huyền thoại thế giới. SKT giành chiến thắng 5 trong số 6 trận đấu vòng bảng với sự luân phiên giữa Benji và Blank ở vị trí đi rừng. Sau khi đánh bại RNG của siêu xạ thủ Uzi với tỷ số 3-1, SKT T1 đã phải chạm mặt Ross Tigers đã có phong độ cực kỳ mạnh mẽ tại bán kết. Loạt trận này đã đi vào lịch sử Liên minh Huyền thoại thế giới với tư cách là loạt BO5 cân não và hấp dẫn nhất. Sau khi bị dẫn trước 2-0, Faker cùng các đồng đội đã có màn ngược dòng không tưởng, giúp họ đánh bại Ross Tigers với tỷ số 3-2 chung cuộc. Họ tiếp tục đối đầu với Samsung Galaxy trong trận chung kết và SKT lại phải trải qua một loạt BO5 khó khăn không kém. Sau khi để đối thủ gỡ hòa 2 đều trước game đấu sinh tử, SKT đã kịp chứng minh mình là đội tuyển đánh BO5 kinh dị nhất thế giới. SKT đã trở thành đội tuyển Liên minh Huyền thoại đầu tiên giành được 3 giải vô địch thế giới trong sự vỡ òa của người hâm mộ. Với một đội hình không phải mạnh mẽ và hoàn hảo nhất, nhưng bằng tài năng và sự tỏa sáng kịp thời, Faker đã dẫn dắt SKT đi đến vinh quang. Anh nhận được MVP của giải đấu, cùng với Benji trở thành tuyển thủ duy nhất giành được 3 chiếc vô địch thế giới. 2017 đánh dấu một sự thay đổi trong đội hình của SKT. Điều này thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến Faker, đó là sự ra đi của Duke và đặc biệt là Benji. Benji đã thi đấu bên cạnh Faker từ những ngày đầu tiên. Họ cùng với nhau trở thành một cặp đôi mid-jungle hoàn hảo, càng quét mọi đối thủ. Faker có thể không vĩ đại đến thế nếu không có Benji. Sự ra đi của Benji đã khiến cho lối chơi sau này của Faker ít nhiều có sự thay đổi và anh phải thích nghi với điều đó. Nhưng với sự góp mặt của đậu thần Peanut và Huni, SKT vẫn là một đội tuyển rất mạnh. Họ lên ngôi vô địch LCK mùa xuân và tiến thẳng đến MSI 2017. Với phong độ ổn định, họ càng quét mọi đối thủ và sau đó đánh bại G2 3-1 trận chung kết, trở thành đội tuyển duy nhất bảo vệ thành công 3 chiếc vô địch LCK Champions, World Champions và MSI Champions. Tuy nhiên, tình hình lại không mấy khả quan trong giai đoạn mùa hè. SKT chỉ đứng thứ tư sau giai đoạn vòng bảng và phải đối mặt với rất nhiều đối thủ mạnh ở vòng playoff. Faker cùng các đồng đội đã rất khó khăn mới lội ngược dòng đến bài KT Roster, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm. SKT nhận thất bại 1-3 trước Longju Gaming. SK Telecom T1 đến với chung kết thế giới 2017 với tư cách là hạt giống số 2 khu vực LCK. Vượt qua vòng bảng với hiệu số 5-1, SKT đã gặp nhiều khó khăn trước đội tuyển được đánh giá thấp hơn là Misfits Gaming của châu Âu. Gã tí hon đã kéo nhà đương kim vô địch tới game 5 trước khi chịu khuất phục.
SKT sau đó đã vượt qua Royal Never Give Up với cùng tỷ số 3-2 để giành quyền vào chung kết. Để thua hai game đầu trước Samsung Galaxy, tưởng chừng như SKT sẽ vùng dậy một lần nữa như cái cách mà người hâm mộ biết đến họ. Nhưng nhà vô địch đã ngã ngựa mà không có bất ngờ nào xảy ra. Faker không nức nở nhìn những người đồng hương nâng chiếc cúp mà anh đã 3 lần chạm tay vào nó. Sau một năm 2018 đáng quên với một đội hình mới, không còn những Pinnett, Huni, SKT thi đấu kém hiệu quả và không đủ điều kiện đến với MSI và phải ngồi nhà xem chung kết thế giới. Nhiều người bắt đầu nghĩ rằng SKT đã hết thời và Faker bây giờ chỉ còn là cái bóng của chính anh ấy. Thành tích tệ hại đã khiến SKT bắt buộc phải xây dựng lại đội hình của họ xung quanh Faker. Ngày 22 tháng 11, SKT Twitter đã chính thức công bố việc ký kết hợp đồng mới với Khan, Crazy, Clit, Haru và Teddy. Sau đó là sự xuất hiện của siêu hỗ trợ Mata. Đội hình mới được cho là Super Team này của SKT đã không thể làm người hâm mộ thất vọng khi họ càng đánh càng tiến bộ. Tại vòng bảng giải mùa xuân, SKT là đội tuyển đầu tiên đánh bại được Griffin đang thi đấu cực kỳ thăng hoa. SKT chiến thắng 3-0 trước Kingzo ở bán kết và sau đó hủy diệt Griffin với cùng tỷ số ở trận chung kết. Faker và các đồng đội bước lên ngôi vô địch LCK mùa xuân một cách đầy thuyết phục. Tại MSI 2019, SKT bất ngờ để thua 2-3 trước đại diện châu Âu G2 ở bán kết. G2 đã xuất sắc lên ngôi vô địch sau cuộc nội chiến liên minh phương Tây với Team Liquid. Điều này cho thấy sự bắt kịp về trình độ cá nhân, tư duy chiến thuật cũng như sự am hiểu về trò chơi của các khu vực khác trên thế giới so với Hàn và Trung Quốc. Trở về từ MSI, SKT tập trung tối đa vào chiếc vô địch LCK mùa hè và xa hơn là chung kết thế giới sau thời gian dài vắng bóng. Tuy nhiên, họ đã có một khởi đầu tệ hại và phải nỗ lực với chuỗi 9 trận thắng để có hiệu số là 11-7. Với kết quả này, SKT đã phải chiến đấu một vòng playoff không tưởng trong lịch sử khi lần lượt đánh bại Africa, Sandbox, Demon Gaming và Griffin ở trận cuối cùng. Faker vỡ òa trong niềm vui sướng khi bước lên bục để nâng cao chiếc cúp vô địch, danh hiệu LCK thứ 8 của anh. SKT sẽ lại là đại diện số 1 của LCK tại chung kết thế giới 2019. Sự trở lại mạnh mẽ của Faker cũng như SKT đã khiến người hâm mộ mơ về chiếc vô địch lần thứ tư. Sau khi để Fnatic và Royal Never Give Up tự loại nhau ở vòng bảng, SKT tiến thẳng vào tứ kết với tư cách là đội nhất bảng C, họ chỉ phải đối mặt với Splice. Faker đã có màn thể hiện rất tốt ở vòng bảng cũng như tứ kết. Với chỉ số KDA rất xanh xao, giúp SKT giành chiến thắng 3-1 trước Splice. Trận bán kết là một thử thách lớn với cả cá nhân Faker cũng như toàn đội. Đối thủ của họ là cái tên đầy duyên nợ, G2. Nhưng Faker đã cho thấy anh mong muốn đánh bại G2 đến mức nào trên chính sân nhà của đối thủ và đó là cơ hội của anh. Tuy nhiên, G2 năm nay là một điều gì đó thật sự khác biệt. Họ cho thấy mình không chỉ gáy khét mà đánh cũng khét không kém. SKT đã luôn có được những lợi thế ở giai đoạn đầu trong tất cả các trận. Tuy nhiên họ chỉ tận dụng được một lần ở game 2 và chịu thất bại chung cuộc 3-1 với chính lối đánh macro sở trường của mình. Faker tự nhận mình chưa xử lý tốt trong những tình huống quan trọng và cảm thấy vô cùng tiếc nuối về kết quả này. Cho đến hiện tại, Faker đã có một sự nghiệp lẫy lừng với vô số những danh hiệu cấp độ cá nhân cũng như đội tuyển mà bất kỳ ai cũng phải mơ ước. Nhưng việc Faker trở thành huyền thoại không đơn giản chỉ có vậy. Anh trở thành huyền thoại theo một cái cách đặc biệt và trên hết là những cung bậc cảm xúc mà Faker mang lại cho người hâm mộ. Faker có một phong cách thi đấu điềm đạm và bình tĩnh, mọi thứ đều được kiểm soát và tính toán đến từng chi tiết nhỏ. Khả năng bao quát trận đấu, di chuyển, giao tranh của Faker là trên cả tuyệt vời. Anh tuyệt đối tuân thủ lối chơi đã được chỉ định và là người kêu gọi, dẫn dắt toàn đội. Faker khởi đầu sự nghiệp với những tướng dồn sát thương có thể gánh đội như Zed, LeBlanc, Ryze, Orianna v.v. Nhưng cũng có thể chơi những tướng hỗ trợ Demet như Lulu, Kama. Thậm chí anh đã chơi 5 game với con bài Galio khi đối đầu với RNG tại bán kết chung kết thế giới 2017. Faker có khả năng thích nghi tốt với meta và đội ngũ huấn luyện tuyệt vời tại SKT, đặc biệt là Koma. Cộng với đó là sự chăm chỉ tập luyện không ngừng nghỉ của bản thân. Ngoài tên gọi Quỷ Vương Faker, được người hâm mộ biết đến nhiều nhất với biệt danh Thánh Nerf. Với tài năng của mình, những con tướng trong tay Faker đều trở thành những quái vật thật sự. Điển hình nhất là Ryze, vị tướng gắn liền với tên tuổi của Faker. Nhờ Faker mà Ryze trở nên phổ biến và cũng vì anh mà bị nerf một cách vô cùng thảm hại. Thậm chí là Riot đã phải làm lại vị tướng này. Nhưng có lẽ Ryze cũng giống như Faker vậy. Dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, pháp sư cổ ngữ vẫn luôn xuất hiện ở đường giữa. Faker đã từng tạo ra một trào lưu mang Riven Ramit để đối đầu với các pháp sư đường giữa vì anh đánh Riven quá kinh và bán hành cho rất nhiều những hảo thủ thời bấy giờ. Faker từng dùng Riven càng quét rank thách đấu máy chủ Bắc Mỹ khi anh chỉ mới 17 tuổi. Với Orianna, Faker đã nhiều lần làm khán giả phải kinh ngạc vì những cú xoáy ảo diệu khiến kẻ thù bốc hơi
Tưởng chừng như những cú chiêu cuối ấy có phạm vi tác động rộng hơn bình thường vậy. Ngoài ra, câu chuyện về Zed và LeBlanc của Faker đã trở thành những giai thoại được lan truyền mãi trong cộng đồng Liên minh Huyền Thoại. Faker không bao giờ sử dụng bộ trang phục đối với các vị tướng mà mình thường xuyên chơi. Đến thời điểm hiện tại, Faker mới chỉ có 9 lần sử dụng trang phục. Lần đầu tiên là trong ván 1 của giải LCK mùa đông 2014, khi anh sử dụng Riven Thỏ Ngọc. Lý do này xuất phát từ lỗi của người nhân viên kiểm tra tài khoản đã vô tình chọn trang phục này. Lần thứ hai là trong giải All-Star, anh cùng với đồng đội mình sử dụng bộ trang phục được thiết kế riêng cho đội tuyển, đó là trang phục SKT T1 KZ 2013. Lần thứ ba là trong ván đấu thứ nhất khi đấu với Huya Tigers trong giai đoạn tìm mùa giải 2015, khi anh chọn sử dụng Azrael, vũ khí tối thượng. Lần thứ tư là ở giải League of Legends Champions Korea Spring 2015 trong một trận đấu với Incredible Miracle. Faker đã dùng trang phục Diana hàng Nga tại game thứ nhất. Sau khi phỏng vấn thì Faker đã nói đó là trang phục mà người đồng đội Peekaboo đã tặng cho anh. Còn một lần nữa là Faker đã dùng Timor phi hành gia trong cuộc giao hữu với Kosep trong The Esports Experience do MSI và Azubu tài trợ. Lần thứ 6 là trong ván đấu thứ hai của trận chung kết của giải đấu chung kết thế giới 2016, Faker đã sử dụng trang phục SKT T1 Rise 2015 được thiết kế riêng cho đội tuyển SKT T1 để thi đấu trong trận đấu quan trọng đó. Lần thứ 7 là anh đã sử dụng trang phục SKT Syndra cùng với Blank, Ban, Wolf và Koma để xếp hạng đơn và giành được Pentakill. Lần thứ 8 là khi thua liên tiếp 4 cặp đấu trong LCK Summer, anh đã sử dụng trang phục Syndra ngày tuyết rơi. Lần thứ 9 mới đây, anh đã cùng các thành viên đội tuyển thể thao điện tử Hàn Quốc sử dụng xe trang phục HSG để đánh bại đội tuyển Ả Rập trong giải đấu ASEAN 2018. Faker chia sẻ rằng anh không thích mình được gọi là quỷ vương vì như thế nghe có vẻ đáng sợ. Ngoài đời, Faker là một người hiền lành, ít nói và khá là vui tính. Anh từng lọt top những học sinh có thành tích học tập tốt nhất ở trường trung học. Faker rất thông minh, chăm chỉ, quan tâm gia đình và vẫn chưa có người yêu. Thu nhập của Faker mỗi năm tính đến con số triệu đô. Faker có gu âm nhạc như một người đàn ông thập niên 80 dù anh chỉ mới 23 tuổi. Mặc dù vậy, anh lại là một fan hâm mộ chính hiệu của fan nhạc nữ K-pop Red Velvet, đặc biệt là nữ ca sĩ Seungri. Ngoài Liên minh Huyền Thoại, Faker có sở thích chơi những tựa game mới mỗi lần anh stream. Anh có sở thích là cầm những vị tướng gì vào xếp hạng và hành hạ đối thủ, thường là đồng đội và là người quen ở bên kia chiến tuyến. Tuy nhiên khi thi đấu, Faker trở thành một con người khác. Anh cực kỳ nghiêm túc và đôi khi toát ra vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ. Liên minh Huyền Thoại thế giới đã vô cùng phấn khích khi nhiều lần chứng kiến những pha triệu hồi quỷ vương mỗi lúc Faker lắc cổ, trở mình, cứ như nó là thật vậy. Và cũng rất nhiều lần, Faker đã trừng phạt những đối thủ dám khiêu khích hay khoe thông thạo trước mặt quỷ vương bất tử. Suốt 7 mùa giải kể từ khi Faker xuất hiện, anh luôn cố gắng và làm hết sức mình để trở thành người chơi giỏi nhất. Suốt sự nghiệp, anh chỉ dành trọn tình cảm và cống hiến hết sức mình cho đội tuyển mà anh yêu quý, SKT T1. Đời game thủ không dài, nhưng để duy trì được phong độ đỉnh cao cho đến hiện tại, nỗ lực của Faker là không thể nào đong đếm được. Faker đã lỡ hẹn với chiếc vô địch thế giới 2019, nhưng với bản tính của mình, anh sẽ không bỏ cuộc. Hy vọng một ngày nào đó, Faker sẽ lại nâng cao chiếc cúp này một lần nữa. Có thể nói, Faker là một trong những game thủ làm nên sức hút và thành công của tựa game Liên minh Huyền Thoại. Với tài năng đặc biệt, Faker đã trở thành niềm cảm hứng, là thần tượng của rất nhiều người chơi trên toàn thế giới, cả những người chơi bình thường và những tuyển thủ chuyên nghiệp đã, đang và sẽ đối đầu với anh trong tương lai. Faker là động lực cho nền Liên minh Huyền Thoại tiến bộ vượt bậc qua từng ngày. Faker là đích đến, là chướng ngại, là ước mơ, là niềm hy vọng và là ông hoàng của League of Legends mãi mãi.